chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin hành chính nhân sự của tòa nhà Watermark số 395 Lạc Long Quân. Hôm nay thứ hai đầu tuần chúng tôi sẽ tiến hành vệ sinh cá nhân trước khi vào ca làm việc. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.